Ngày 16 tháng 6, Ban giám hiệu trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân do Đại tá Ngô Thành Công, hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Ban tuyên giáo tỉnh ủy nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Tiếp đoàn có ông Lê Thành Công, Phó trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy. Từ năm 2018 được phân công triển khai ký kết giữa quân chủng Hải quân và tỉnh ủy Tây Ninh trong việc phối hợp tuyên truyền biển đảo, biên giới đất liền. Ban tuyên giáo tỉnh ủy Tây Ninh và trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, tăng cường sự trao đổi cung cấp thông tin hai chiều về biển đảo Việt Nam và tổ chức các hoạt động thực tiễn giữa quân chủng Hải quân với tỉnh Tây Ninh. Tổ chức các đoàn cán bộ đi thăm hỏi động viên cán bộ chiến sĩ Hải quân, quyên góp ủng hộ Trường Sa, trưng bày tư liệu bằng chứng lịch sử khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Qua những hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và nhân dân các dân tộc về vị trí vai trò chiến lược của biển đảo, biên giới đất liền Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh địa phương, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, kịp thời định hướng khắc phục những tư tưởng lệch lạc trong nhận thức, đấu tranh phản bác lại những luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch về tình hình biển đảo hiện nay. Ngoài việc phối hợp tuyên truyền, trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân còn đồng hành với tỉnh trong hỗ trợ cho công tác an sinh xã hội bằng các hoạt động thiết thực như trao tặng nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, trao học bổng cho các hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.